Vậy Tiểu Ly cũng khóc lóc thê thảm lắm. Tiểu Ly không nỡ xa ông bà ngoại. Chị bây giờ cũng thấy mình đã có thể đối mặt với những hồi ức đó, nên trở về thôi. Em sao thế? Cậu ấy sốt ruột trở về đâu phải là vì tiệm cà phê chứ? Chẳng lẽ em không biết lý do duy nhất cậu ấy gấp về sao? Con biết. Là vì anh Hạ Mộc nhớ Tiểu Ly quá đó. Được rồi, vậy bọn chị về trước đây. Em nghỉ ngơi cho khỏe nha. Nhưng Aladdin bị thương ở chân rồi. Nó sẽ khỏe lại chứ? Được ạ. Aladdin, mày phải ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ. Mau lành lại nha. Là mày à? Nhóc bẩn. Nó chạy đi đâu à? Ừ, chắc vì sao bên trái bị nứt xương nhẹ rồi. Đừng lo, trông không nghiêm trọng lắm. Khả năng tự lành của mèo rất mạnh. Vết thương ở mức độ này thì chỉ cần không để nó chạy nhảy quá trớn, nó sẽ tự lành thôi. Giờ thì em đã biết bác sĩ đau đầu cỡ nào khi gặp phải người bệnh không nghe lời rồi chứ. Vành tay phải của nó bị thương ngoài da. Anh vào lấy ít thuốc, em chờ chút nhé. Ngoan, về đó đi, ngoan nhé.
Ngoan nào, đừng vùng vẫy, sẽ xong nhanh thôi. Hồi nhỏ chúng ta cũng thường... Không có gì. Ý anh là sau này chúng ta có thể thường xuyên cùng ngồi đây hóng gió đêm như đêm nay, trêu mèo, trò chuyện. Em không nhớ những quá khứ ấy, đã không còn quan trọng nữa. Ký ức quá khứ chỉ để an ủi bản thân mình. Điều quan trọng hơn quá khứ là bảo vệ em, ở thời điểm hiện tại và trong tương lai. Vì sao đột nhiên lại hỏi thế? Thật ra kể từ khi em ăn đầu bị dị ứng, anh đã bắt đầu hoài nghi. Em thật sự không nhớ gì về quá khứ cả. Sau đó điều trị Sandbox, chẳng qua chỉ để chứng thực cho suy đoán của anh thôi. Không có gì lạ khi một người mất đi khoảng ký ức nào đó vì nguyên nhân đặc biệt, nhưng nếu trong vùng ký ức sai lệch, có thêm ký ức của người khác thì thật sự rất kỳ lạ. Dạo gần đây, anh đã tìm đọc rất nhiều tài liệu, vẫn chưa có lời giải thích hợp lý. Anh không muốn biết chút nào cả. Anh chỉ biết, nếu ký ức của người đó khiến em rơi vào những nguy hiểm chưa biết trước, anh mong em sẽ an toàn, thoát khỏi ký ức của cô ấy. Này, điện thoại của em reo lâu lắm rồi đó, có nhận không? Ngủ ngon. Em có ổn không? Em mà không bắt máy nữa là anh báo cảnh sát đó. Em còn dám ở lại cái nơi chết tiệt đó à? Từ lâu anh đã nhận thấy ông già kia không phải là người tốt lành gì rồi. Lần nào đến tìm em, ông ta cũng nhìn chằm chằm anh. À, anh giúp em tìm chỗ ở khác an toàn hơn nha. Nói thừa, nếu đã về chắc chắn sẽ chạy đến trước mặt em rồi.
còn đang vắt óc cho bài mở màn nè. Không, do phải sáng tác đột xuất một bài hát cho sản phẩm son môi tiêu thụ chính trong quý này của nhà tài trợ Concert, công ty mỹ phẩm lớn nhất của Nhật, Haneno. Anh đã sáng tác nó thành một bài hát song ca. Đã viết hết lời cho phần của nam rồi. Lời của nữ đang tạm để trống. Dù sao cũng từ góc nhìn của nữ, sao anh biết phụ nữ các em nghĩ gì? Tất nhiên là vì nhớ em rồi. Quan trọng là nhớ em, sau đó mới nhân tiện nhờ em viết lời. Hế, tay hái được sao trời, đã chứng nhận cho tài năng viết lời của em rồi. Lát sẽ gửi em. Nghe xong nhớ nhắn cho anh. Dù muộn cỡ nào cũng được. Anh chờ em. Nghe vậy thì hình như em nhớ anh ha. Hey, không thể mong chờ em nói lời hay nào. Vậy cứ đưa vào trong bài hát thôi. Thời gian trở về thì tối anh sẽ báo mộng với em. Nếu là người khác đã bị anh block 100 lần rồi đó. Đã quá muộn. Vì máy bay sắp cất cánh rồi, anh phải tắt điện thoại đi. Chẳng phải nói đêm qua báo mộng cho em à? Ai, cũng đúng. Em ngủ như heo vậy. Sao có thể mơ về anh chứ? Vậy anh phải chuẩn bị sẵn câu từ trên máy bay rồi. Dậy sớm vậy? Tâm trạng tốt vậy? Hôm nay làm việc trở lại à? Nữ ngôi sao các em mặc gì cũng đẹp cả. Tại sao lại hỏi người thường bọn chị? Kỳ lạ thật. À, chị biết rồi. Hôm nay em phải về judo gặp tổng giám đốc bá đạo của em. Em cứ lần lửa mãi không biết chọn gì đã nói lên tâm trạng thấp thỏm của em lúc này rồi. Em đang nghĩ, làm sao đây? Hôm qua mình đã cả gan vứt lại hoa người ta tặng. Hôm nay còn mặt mũi gì gặp anh ấy nữa. Em xong đời rồi.
thì cũng có ý kiến có ích. Chị dạy em, mỗi lần thấy lúng túng, em chỉ cần giả vờ đột nhiên không khỏe trước mặt anh ấy là được. Đây gọi là cách dời trọng tâm đấy. Làm gì vậy? Chị nói sai gì nữa sao? Tổng giám đốc Ngôn bảo cháu đổi chiếc xe khác rồi mới ra cửa. Cậu ấy nói phóng viên đã biết tin cháu xuất viện rồi. Giờ ai nấy đều đang ngồi chờ ở trước cửa nhà và công ty. Sợ xe cháu bị nhận ra rồi bị chặn nữa. Tổng giám đốc Ngôn bảo cháu lái chiếc xe mới bên cạnh. Cậu ấy vừa đích thân lái đến hồi sáng. Phải chờ thêm một lát, sáng sớm Ngải Mộng đến tìm Tổng Giám đốc Ngôn, nói có chuyện rất quan trọng. Hiện giờ đang là giờ làm việc. Hôm ấy, lái xe đến thành phố của cô ấy đã là nửa đêm rồi, nên ban đầu tôi định hôm sau sẽ đến thăm. Ai ngờ sáng hôm sau, tôi vừa nhấn chuông cửa, mẹ cô ấy vừa mở cửa thì có điện thoại, bảo là cô ấy đã xảy ra chuyện. Bọn tôi không kịp nói gì đã phải vội vã trở về. Mong là vậy. Phù dâu. Có phải cô nghĩ hơi xa rồi không? Hình như hồi nãy tôi nghe nói có người rất muốn làm phù dâu. Có cơ hội rồi đây. Muốn làm phù dâu của tôi không? Tất nhiên cô biết rồi, giám đốc UNOE của công ty cổ phần kem Furudoki đó. Đúng vậy, đúng vậy. Bọn tôi quen nhau cũng nhờ con tàu Ometheus kia.
Cũng nhờ cô và tổng giám đốc Ngôn, bọn tôi đã suy nghĩ rồi, muốn tổ chức tiệc cưới trên Osiris mang ý nghĩa tốt đẹp lắm phải không? Khi ấy cô sẽ là phù dâu số một của tôi đó. Được rồi, hôm nay tôi đến đây ngoài việc báo tin mừng cho tổng giám đốc Ngôn, còn vứt cho anh ấy một nan đề lớn gọi là hủy hợp đồng. Anh ấy đang phát sầu đây. Xem ra phải nhờ cô cứu vãn rồi. Bye nhé. Chúc mừng xong rồi, còn không vào? Trả góp là gì? Thì ra em còn nhớ chuyện hôm qua. Anh tưởng em định quên sạch rồi chứ. Em chưa nghe anh nói hết. Đã phức hoa bỏ đi, còn hiểu sai ý anh nữa. Vậy hãy nhận sau đề trước, lãi suất của studio mới được đảm bảo.
hẹn hò với người khác. Em đừng có mơ. Hiệu quả chương trình cũng không. Nếu ngại mộng nhận, thì sẽ với thân phận khách mời yêu đương. Em nhận, thì sẽ là quan sát viên tình yêu. Anh sẽ nói với bên đơn vị sản xuất, không thì miễn bàn, bất quá tôi hiểu hợp đồng thôi. Dù sao cũng sẽ quay sang kể với bác sĩ, không cần bung ba gì cũng chẳng tốn sức, cứ xem như nghỉ ngơi đi. Chào anh, đã tra được chưa? Xuống xe đoạn đường từ 133 đến 140 đường Trường Ninh. Được, tôi biết rồi. Cảm ơn. Lúc chú Tần dọn dẹp đồ đạc của Hồng Kim Phúc thì phát hiện một tấm vé taxi vào 2 ngày trước khi em xảy ra chuyện trong túi áo sơ mi riêng của ông ta. Đúng thế. Tại sao lại ở đó? Ông ta đến đó làm gì? Hôm nay cứ vậy đi, anh phải ra ngoài rồi. Thôi được, không cho em biết, em lại càng tìm đủ mọi cách để một mình dấn thân vào nguy hiểm, theo anh đi. Tổng giám đốc Ngô, ngải mộng bị phóng viên vây quanh dưới lầu rồi. Vốn dĩ đã có vài phóng viên chờ, vì thông tin lễ cưới của ngải mộng bị lan truyền đột ngột nên bây giờ mọi sự chú ý đã đổ dồn lên ngải mộng rồi. Dù sao cũng định mở họp báo tin bình an cho mọi người. Thay vì chọn ngày lằng nhằng, bây giờ xuống dưới luôn. Ngải mộng, có tin đồn anh Uenoi đã có hôn ước với thiên kim của hãng thuốc Nhật Bản từ trước. Chính vì cô chen chân vào nên đã khiến họ hủy hôn ước à? Tin giả thôi. Anh Uenoi không hề có hôn ước gì cả. Truyền thông Nhật nói tin kết hôn là giả. Hôn lễ của hai người không được gia tộc Uenoi thừa nhận. Có thật không? Nực cười. Chẳng lẽ chiếc nhẫn kim cương trên tay là do tôi tự mua à? Có fan chụp được ảnh cô xuất hiện ở bệnh viện phụ sản tư nhân nên đây là bác sĩ bảo cưới sao? Không thể trả lời. Không thể trả lời vì mang thai chưa đầy 3 tháng nên kiêng kỵ sao? Nếu đúng xin hãy chớp mắt. Các bạn phóng viên hơi bất lịch sự với cô dâu của Yudio chúng tôi vậy. Cuối cùng cô cũng xuất hiện rồi. Có thể kể rõ hơn về những việc đã gặp hôm ấy không? Có tin đồn nói cô bị đối phương cưỡng hiếp trong lúc ngủ, còn bị chụp ảnh khỏa thân. Cậu tụi truyền thông nào? Phóng viên phải biết suy nghĩ trước khi đặt câu hỏi. Sau này truyền thông các cậu không được hẹn phỏng vấn với bất cứ nghệ sĩ nào của Yudio nữa.
có tin đồn nghi phạm từng là trùm buôn thuốc viện. Để trốn truy nã mới làm bảo vệ. Ông ta nhận cô làm con nuôi, sang tên căn hộ cho cô. Xin hỏi có thật không? Được rồi, chúng tôi đang bận. Câu hỏi cuối cùng của hôm nay, hãy trân trọng cơ hội, nghĩ kỹ trước khi hỏi. Còn nữa, lát đường theo xe, nó không sẽ giống như cậu phóng viên ban nãy đấy. Hôm ấy tổng giám đốc Ngôn là người đầu tiên biết cô gặp chuyện và báo cảnh sát, nhưng mới sáng sớm sao tổng giám đốc Ngôn lại xuất hiện ở nơi ở của cô? Hai người đang bí mật hẹn hò sao, có thể tiết lộ một chút không? Không có bí mật hẹn hò. Nếu có ngày hôm ấy chắc chắn tôi sẽ thông báo cho cả thế giới. Cô ấy thuộc về tôi. Như vậy đã rõ ràng chưa? Em sao vậy? Đỏ mặt vì cô nói ban nãy của anh à? Anh mở cửa sổ rồi. Em đừng nói gì nữa. Nhắm mắt nghỉ ngơi một lát đi.